Xin chào quý anh chị và các bạn, em bên máy trungquoc.com. Hôm nay em lại làm một cái video mở hộp hai con điều hòa hai ơ là phiên bản mới, cái phiên bản 2.0 và 3.0 là cái phiên bản mới nhất năm 2022. Đấy, phiên bản hai ơ này là cái loại mà cục nóng đặt úp ở trên nóc hoặc là cục nóng đặt treo bức vách, bắt liền vào vách. Đấy, phiên bản này thì nắp nó sẽ gọn nhẹ hơn. Thế nhưng mà về mặt công suất cũng như là mặt kích thước của dàn lạnh thì hai phiên bản vẫn giống nhau. Đây em đang để đây là bộ 2.0 và bộ 3.0 của hãng điều hòa Haier các bác nhé. Đã nói Haier thì các bác biết là điều hòa siêu tiết kiệm điện rồi. Siêu tiết kiệm điện chứ không phải tiết kiệm điện đấy các bác nhé. Đấy, phiên bản này đây. Phiên bản này mới về bên em về 5 con này và 5 con 3.0 cũng như là 5 con Uplock phiên bản mới 5.0. Đấy các bác nhìn đây. Cái điều hòa này thì cái dàn nóng của nó sẽ mỏng hơn. Đấy. Thay vì vậy nó sẽ dài hơn. Đấy. Và có vẻ là cũng vẫn nặng như cái dàn nóng kia, có vẻ nặng hơn. Đấy, chân đế cao su. Đấy, khi bắt thì các bác đặt ốp như thế này lên trên trần xe các bác nhá. Hai cái đường này là hai cái đường nối ống ga. Tất cả những cái phiên bản mà làm như thế này thì đều là cái chân ở phía ngoài, các bác nhìn thấy chân chúng ta khoan lỗ và bắt xuống trần xe, trên lóc xe đấy, cái đỉnh xe đấy. Đấy. Sau khi bắt chặt thì chúng ta có thể đổ keo một chút cho chắc, đỡ rỉ xuống. Đấy. Đây là phụ kiện đi kèm theo, nó gồm có dây dẫn các bác nhé. Dây dẫn là loại dây này, dây cáp dài 3 mét. Và bộ phụ kiện đi theo gồm băng keo cũng như là những cái chi tiết khác. Đấy, con điều hòa này thì các bác biết là cái loại điều hòa tiết kiệm điện rồi. Và cái công suất nó làm lạnh rất là tốt. Tất cả nó sử dụng động cơ quạt làm mát rồi lốc máy cũng như là quạt giải dàn nóng đều là inverter cả. Đấy các bác nhìn thấy. Thông số của nó đây, vẫn là công suất max cực đại là 810W, còn công suất tiêu thụ bình thường là 410W, rất tiết kiệm điện so với những loại điều hòa thông thường các bác nhé. Con này là sử dụng điện 24V, đính chính lại các bác nữa là tất cả những con này đều sử dụng điện 24V. Đây là hình dáng nó cho các bác xem một lần nữa nhé. Đây là cái dàn lạnh của nó, thì em vừa bóc ra dàn lạnh thì giống hệt con dàn lạnh phiên bản 1.0 cũng như là 2.0, 3.0. Đấy, đều là tương ứng giống nhau, thì em không phải bóc ra nhiều nữa. Kiệt đi theo thì vẫn kèm theo như thế. Đấy, các bác muốn biết thông tin về cái hình ảnh của này thì các bác gõ điều hòa Haier 12V hoặc 24V thì là sẽ ra. Nhưng mà nói luôn các bác là Haier là chỉ có điều hòa 24V. Các bác sử dụng ít là hai bình nhá. Nó tiết kiệm điện nhưng mà nó lại chỉ ít phiên bản. Đấy, tiếp theo nữa là một cái con 3.0. Đây em mở cái dàn nóng của nó cho các bác xem. Đấy, con này là làm treo vách bác nhé, treo ngang vách. Đấy, các bác nhìn đây. Khi mà nhà máy mà họ sản xuất ra họ đã đặt luôn như này. Đấy, phiên bản là chỉ có treo ngang như này thì không thể treo khác được. Phiên bản kia thì chỉ treo trên mặt thôi. Mỗi một loại thì có một cái công năng riêng và sử dụng riêng. Đấy, con máy này thì nó sẽ dài, chiều cao nó sẽ ngắn. Đấy, các bác nhìn thấy. Đấy, ống cao su cao áp phía sau. Đấy, con này thì nó sẽ có 4 cái lỗ ở trong chân. Đấy, chúng ta bắt thì chúng ta phải tháo cái vỏ ốp ngoài ra các bác nhé. Đấy, 4 cái lỗ đó, chân cao su đế rồi để bắt vào vách. Đấy, chúng ta tháo vỏ ngoài, sau đó chúng ta đánh dấu và khoan lỗ và bắt vít vào. Đấy, rất là chắc chắn. Đấy, các bác nhìn thấy con này rất là đẹp. Hàng Haier này, hàng Haier chính hãng này, các bác yên tâm về chất lượng. Con này là tiết kiệm điện, rất tiết kiệm điện. Đấy, không phải là tiết kiệm nữa mà rất tiết kiệm. Dàn nóng to, giải nhiệt tốt. Đây là cái cơ cấu mà đi kèm theo để nối vào trong xe. Đấy, con này thì chúng ta bắt sau rồi vòng dây rất đơn giản. Bắt ở ngang trên ngang dưới đều được. Đấy, cuốn vào bộ phận mà tản nhiệt của nó. Đấy, dàn nóng đây các bác nhé, nó sẽ hút trực tiếp ở sau lưng và đẩy ra phía sau. Đấy, con này thì trọng lượng nó rơi vào khoảng độ 30 cân. Đấy, rất chắc chắn và gọn nhẹ. Đấy, bác ốp vào rất là thẩm mỹ cũng như là cách lắp đặt rất đơn giản thôi. Để các bác mua máy các bác phải yêu cầu bên em lắp đặt. Nếu các bác ở xa mà yêu cầu thì bên em sẽ hỗ trợ các bác là cách lắp đặt cũng như rất đơn giản thôi. Đấu đúng đầu ống và nối dây điện. Vậy là xong. Đấy, bật lên là xong thôi. Chúng ta chỉ cần đuổi khí hoặc là nếu có máy chúng ta hút chân không. Còn nếu không cần thì không cần hút chân không. Đuổi ga thôi. Đấy, 4 chân cao su nó kê vào tường rất chắc chắn và ổn định. Kê vào đằng sau lưng của xe. Đấy, phiên bản này thì là phiên bản mới. Hai phiên bản mới năm 2021 và 2022.
Nên là các bác yên tâm về chất lượng con này nhé. Con này em đảm bảo với các bác là chất lượng không phải bàn. Đấy, tiếp theo là em sẽ kiểm tra cái mặt nóng của cái con 3.0 cho các bác xem. Đấy, em sẽ bỏ hẳn ra cho các bác xem cái mặt nóng 2.0 và 3.0 như thế nào. Đây, khi lắp chúng ta tháo cái hàng ốc ra các bác nhé. Đấy, nó sẽ có một cái lỗ ngay chân cao su chúng ta bắt xuyên qua. Đấy, rất đơn giản thôi. Con này rất chắc chắn và đẹp. Trọng lượng nặng và làm mát con này thì các bác không phải chê. Đấy, quan trọng là xe bác có vị trí để lắp hay không thôi. Đấy, có những phiên bản khác này lắp thì nó phù hợp hơn như phiên bản này. Đấy, tiếp theo em sẽ bóc cái giàn lạnh. Đấy, mở ra có một miếng gỗ kèm theo các bác này, gỗ để chúng ta bắt vào cabin này. Tối phụ kiện cũng như là dụng cụ ốc vít đi theo, dây điện, dây bảo ôn. Đấy, và sách hướng dẫn để lắp. Đấy, khi mà hàng chính hãng nó đóng hàng thì các bác yên tâm là xốp rất chặt. Các bác chuyển về đến vùng nào tổ quốc thì bóc ra vẫn như thế này. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Em sẽ nhấc hẳn một cái giàn nóng ra cho các bác xem để chiêm ngưỡng nó. Đấy. Con giàn nóng thì y hệt con giàn nóng 1.0, 2.0, 3.0. Thế nhưng cái phụ tùng đi theo để sử dụng cho con này nó sẽ khác. Nên là mỗi một con thì nó sẽ có một cái khác nhau. Đấy, các bác nhìn thấy. Vẫn là hai ống dây thoát nước. Xe nghiêng bên nào vẫn cứ chảy nước xuống được, vẫn thoát được. Ống nóng lạnh như phiên bản cũ. Y chang nhau đấy, khi mà lắp vào đồng bộ với nhau ống dây dẫn đấy rồi. Các bác lắp thì em sẽ hướng dẫn các bác dây nào là dây cao, dây nào là dây thấp, dây nào dây thấp áp. Đấy, miếng cao su đạn để bổ sung thêm. Đấy, trong trường hợp chúng ta bắt được những chỗ mà nó không bằng hoặc băng keo. Đấy, dây điện và có một cái mặt chụp. Đây là sẽ là một cái mặt chụp để chụp đầu ống cao áp như dây điện nhé các bác nhé. Đầu chụp bằng nhựa. Chúng ta ốp ngay bên cạnh thôi. Con này chúng ta sẽ ốp về mặt hai cái ống đồng đây. Đấy, ốp vào rất là gọn và bảo vệ tránh những vật lạ rơi vào. Các bác mà có nhu cầu mua thì các bác liên hệ với số điện thoại em ghi ở trên màn hình. Em thì giao hàng toàn quốc, ship đến tại mọi vùng miền của tổ quốc. Đấy, các bác có thể kiểm tra hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền tại nhà luôn. Đấy, bên em thì cung cấp những loại chất lượng cao. Các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ kênh cũng như là để nhận những video mới nhất về những sản phẩm điều hòa sử dụng điện 12V, 24V. Đấy, điều hòa Haier sử dụng 24V các bác nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bác video sau.